Tiếp tục diễn biến bộ phim Giả Thiền, sau khi bị yêu tộc bắt giữ, Diệp Phàm được đưa đi nghỉ ngơi, tưởng là hắn sẽ được dẫn đến một căn phòng xa hoa. Ai ngờ nơi nghỉ ngơi lại là giữa khu rừng, ở giữa có một tảng đá cho hắn ngồi, xung quanh còn có kết giới. Diệp Phàm không dám chê, chỉ dám khen Tần Dao chuẩn bị rất chu đáo. Tần Dao khuyên nhủ hắn cứ yên tâm đợi ở đây đi, cơ duyên của hắn đến rồi. Thánh tâm sẽ duy trì sự sống trong cơ thể, cũng sẽ tầm bổ cơ thể hắn, hên xui còn có thể nhục thân thành đế. Vừa nói chuyện, Tần Dao vừa ngồi lại gần. Diệp Phàm ngượng ngùng nhích ra xa. Cô nàng này cứ liên tục khuyên nhủ, thánh tâm đã bị phong ấn sức mạnh rồi, sẽ không làm hại cơ thể của hắn đâu, chỉ có ích thôi. Diệp Phàm cũng đắn đo, lợi ích đúng là rất tốt, nhưng làm như thế thì cơ thể hắn chẳng khác gì cho thành đồ vật nuôi dưỡng thánh tâm. Đến ngày thánh tâm trưởng thành thì hắn có khi sẽ gặp nạn, cho nên liên tục từ chối. Tần Dao còn dụ dỗ thêm, nếu ôn dưỡng thành công thì tương lai điện hạ của bọn họ sẽ lấy thân báo đáp. Đây giống như là đang nhét đồ vào trong bụng, sau đó lại kén chồng. Diệp Phàm cảm thấy rất giống với hoàn cảnh của Đường Tăng sau khi tiến vào Nữ Nhi Quốc. Mỹ nhân vô song thì đúng là không tệ, nhưng hắn vẫn từ chối. Tần Dao cho biết một tin tức rằng loạn thế sắp đến. Nếu không đủ sức mạnh thì ngay cả bản thân nàng cũng chỉ giống như con kiến. Hắn cứ ở đây tự ngẫm đi. Qua ngày hôm sau, Tần Dao lại đến thăm. Diệp Phàm cảm thấy chỗ ở của yêu tộc thực sự chẳng ra sao cả. Tuy nhiên, yêu tộc chỉ tạm thời cư trú ở đây thôi. Diệp Phàm được đến gặp Bằng Bác. Sau khi đến nơi thì mới biết là không phải, hóa ra đưa tới chỗ của thánh tâm để dung hợp. Biết không ổn rồi, Diệp Phàm lập tức quay xe bỏ chạy, một bà lão đuổi theo định bắt người lại. Diệp Phàm phóng ra công kích đáp trả, thực lực đối phương lại quá mạnh, cái đỉnh cũng bị bà ta dễ dàng đánh bay đi. Diệp Phàm vừa chạy vừa tung công kích phủ đầu nhưng không làm gì được. Tuy cách biệt thực lực là rất nhiều, nhưng thần pháp và tốc độ của hắn lại quá nhanh, bà lão cũng phải bất ngờ. Sau một hồi truy đuổi thì hắn cũng bị bà ta tóm được, rồi ném cho lại chỗ thánh tâm. Nhan Như Ngọc ngừng tụ ra nhiều sợi xích không chế hắn lại. Đến đây thì Diệp Phàm cũng bất lực. Hắn giống như miếng thịt trên thớt rồi. Nhan Như Ngọc bay lại gần Diệp Phàm rồi bắt đầu thi pháp. Khối đá màu đỏ này chính là thánh tâm, hay còn gọi là trái tim yêu đế. Tu vi của yêu đế sâu không lường được. Chỉ là trái tim thôi mà đã có lực lượng khủng khiếp. Dù là vậy thì yêu đế vẫn không thể thành tiền. Điều này làm cho Tần Dao nghi ngờ rốt cuộc thế gian này có tiền hay không. Nhan Như Ngọc thông báo cô sắp động thủ rồi, lời này làm cho Diệp Phàm hoảng hốt dãy giụa. Cô nàng phóng ra một luồng lực lượng vào bụng Diệp Phàm, hành động này là đang cưỡng ép mở khẩu hải của hắn ra. Nhan Như Ngọc trấn an hắn rằng không cần căng thẳng, bọn họ sẽ không lấy trái tim của hắn đâu. Chỉ là đem thánh tâm của đại đế gửi vào bên trong mệnh tuyền, dùng thần tuyền đặc thù của thái cổ thánh thể để trao chuốt trái tim này. Diệp Phàm gắng gượng chống cự, khổ hải hoàn toàn đóng kín, không mở nổi. Với tu vi tứ cực cảnh của Nhan Như Ngọc, dù đã thi triển toàn lực thì vẫn không thể mở được khổ hải. Thế là nàng ta đành phải lấy ra thánh binh sử dụng thì mới phá được khổ hải. Luồng khí màu vàng tuôn ra bên ngoài. Màu vàng tượng trưng cho kim sắc khổ hải, cảnh giới cao nhất. Có lẽ đây chính là nguyên nhân căn bản khiến thái cổ thánh thể độc bộ thiên hạ. Mọi người thấy vậy càng thêm vui mừng vì đã chọn được người có thể chất mạnh mẽ. Khẩu hải Diệp Phàm bạo phát ánh sáng mãnh liệt, Nhan Như Ngọc điều khiển thánh tâm xâm nhập vào khẩu hải của hắn. Ý thức Diệp Phàm cũng lập tức xuất hiện bên trong khẩu hải rồi tung nắm đấm chặn thánh tâm lại. Đây là địa bàn của hắn không cho bất cứ thứ gì tiến vào. Thánh tâm dưới sức điều khiển của Nhan Như Ngọc liên tục lao xuống. Diệp Phàm dùng mọi cách ngăn cản, tuy nhiên uy lực của thứ này lại rất mạnh, công kích của hắn hoàn toàn không làm gì được. Lục Đồng đột nhiên bạo phát sức mạnh hỗ trợ Diệp Phàm. Nhờ vậy mà hắn thành công đánh cho thánh tâm bay ra ngoài. Điều này làm tất cả ngỡ ngàng, Nhan Như Ngọc cũng thắc mắc, không biết hắn đã làm gì. Bây giờ đã không thể cưỡng ép được, Nhan Như Ngọc đành phải để cho Diệp Phàm ở lại. Đến khi trời tối, Diệp Phàm cũng tỉnh lại. Tần Dao đi tới hỏi thăm lý do vì sao hắn liều mạng để cho khổ hải vỡ nát, cũng không cam chịu dưỡng thánh tâm. Diệp Phàm cho rằng hắn có con đường của riêng mình. Cô nàng chỉ còn cách là để Diệp Phàm ở lại nghỉ ngơi. Hắn đang ngồi ở tĩnh tòa thì nghe được giọng nói của Bằng Bác. Chẳng biết từ khi nào mà Diệp Phàm đã được đưa đến một nơi khác. Đằng sau có một cỗ quan tài kính, Bằng Bác bị nhốt ở bên trong. Bằng Bác lên tiếng khuyên hắn mau tranh thủ xung hợp trái tim yêu đế, vậy thì bọn họ có thể lập tức trở về nhà. Diệp Phàm lao tới định phá nát cỗ quan tài giải cứu cho người bạn, nhưng vào phút chót hắn lại dừng tay. Hắn nhận ra người trước mặt này không phải Bằng Bác, cũng không phải trái tim yêu đế. Tên kia nghe vậy liền lộ nguyên hình. Hắn ta đưa Diệp Phàm đi qua toàn bộ hồi ức sau khi xuyên không đến đây. Mục đích là để cho nam chính biết một điều rằng trên con đường tu hành có rất nhiều mê hoặc.
Có những người dùng cách đơn giản để làm, chỉ cần chịu làm thì có thể thu được sức mạnh to lớn, thậm chí có thể lập tức thành đạo. Chỉ yêu cầu tự bỏ bản thân một chút xíu, liệu hắn có thể kiên trì hay sao? Diệp Phàm nghe vậy cũng hiểu tên kia đại diện cho lòng tham của hắn, nhưng hắn vẫn kiên quyết đi theo con đường mình chọn. Hắn tung nắm đấm, phá tan quan tài và trở lại hiện thực. Trái tim yêu đế hiện ra ngay trước mặt, nó chủ động lao vào khổ hải của hắn. Nếu hắn tiếp nhận hoàn toàn thì sẽ bị nó ảnh hưởng. Hắn chỉ còn cách là nhờ vào Lục Đồng, để cho Lục Đồng trấn thủ khổ hải, ngăn chặn sự xâm nhập của trái tim yêu đế. Ngoài ra, hắn cũng muốn ép ra vài giọt tình huyết. Sau khi sử dụng đỉnh ba chân tấn công, trái tim cũng nhỏ ra một ít tình huyết. Diệp Phàm liền nhân cơ hội này tranh thủ. Nhan Như Ngọc và Tần Sao ở bên cạnh cũng bất ngờ. Bây giờ mình đã tiếp nhận thánh tâm rồi, hắn muốn được gặp mặt Bảng Bác. Tần Sao cho rằng không cần vội vàng, sau này ở cùng với Điện Hạ còn dài mà. Diệp Phàm lầm tưởng là Nhan Như Ngọc muốn gả cho mình, nên giữ tay nàng ta lại để hỏi rõ ràng. Hành động tùy tiện cầm tay này làm cho Nhan Như Ngọc tức giận, lập tức đánh bay Diệp Phàm ra xa trăm mét. Thời gian tiếp theo, Diệp Phàm tiếp tục tu luyện, mới hấp thu được một giọt tinh huyết đã làm cho hắn thoát thai hoán cốt. Giờ mà hấp thu thêm một giọt nữa, hoặc 10 giọt, thậm chí cả trái tim thì chắc chắn sẽ có tiến bộ cực kỳ lớn. Nghĩ thôi đã thấy sướng rồi, thế là Diệp Phàm lập tức sử dụng đỉnh ba chân tấn công. Trái tim kháng cự kịch liệt, nhưng Diệp Phàm không bỏ cuộc, hắn liên tục sử dụng cái đỉnh đập liên hồi vào trái tim. Đáng tiếc là tinh huyết của nó lại quá khó ép ra. Hắn chợt nghĩ tới phương pháp trước đó mình đã sử dụng là dùng đỉnh chấn áp khổ hải, bây giờ dùng đỉnh để chấn áp thánh tâm. Cách này quả nhiên có hiệu quả, thánh tâm bị chấn áp không có sức phản kháng, một giọt tinh huyết bị ép ra ngoài. Trải qua 3 lần thoát thai hoàn cốt, nhục thân của hắn đã có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Tần Giao lại đi tới thông báo bọn họ muốn rút lui. Hóa ra là Nhan Như Ngọc đã phát hiện đạo văn truy tung của Cơ Gia trên Thánh Bình, bọn họ sắp đến đây rồi. Ngoài ra Cơ Gia lại xuất hiện một thần thể hiếm thấy. Bây giờ tu vi sơ thành, được các trưởng lão an bài lấy yêu tộc để luyện tập. Nhưng còn chưa kịp để cho mọi người rời đi thì đám Cơ Gia đã tới. Bọn chúng liên tục phóng công kích vào kết giới bảo vệ. Phía yêu tộc tung thực lực cố gắng khôi phục lại các vết nứt trên kết giới. Một bên tấn công, bên còn lại thì phòng thủ. Hai phe cứ như vậy giằng co nhau một lúc. Tuy nhiên, phe địch lại quá đông, kết giới cuối cùng vẫn bị công phá. Bọn chúng được đà lao lên, Nhan Như Ngọc triệu hồi ra nhiều rễ cây khổng lồ tấn công. Bây giờ đã bị bao vây rồi, cách duy nhất là truyền tống đi nơi khác rồi tập trung sau. Nàng ta bắt đầu thi triển thần lực mở ra một cánh cổng không gian. Đáng tiếc là chưa kịp rời đi thì cường giả thực sự của Cơ Gia đã tới. Tên sở hữu thần thể chỉ cần phóng ra một kích đã phá tan cánh cổng xung quanh. Đến đây thì yêu tộc đã rơi vào tình thế bánh mì kẹp thịt. Bọn họ sẽ đối phó với cường giả đến từ Cơ Gia như thế nào? Các bạn hãy đón xem cùng mình nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!